Còn tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh như chúng tôi đã thông tin thì có một chung cư đã bàn giao 8 năm nhưng mà người dân thì vẫn chưa có lối đi riêng để ra vào chung cư. Điều đáng nói là người dân đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng trên các phương tiện truyền thông, báo chí nhưng mà tình trạng này thì vẫn chưa được khắc phục. Đây là tuyến đường của các kho cảng nên hàng ngày xe hàng container, xe tải trọng lớn ra vào rất đông. Do vậy để lưu thông buộc người dân phải đi nhờ đường dây 8 này và song hành cùng xe container. Chỉ cần thiếu quan sát thì tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Theo người dân, trong dự án chung cư Lux Garden xây dựng vào năm 2018 của chủ đầu tư Đất Xanh còn có đường dây 7 và đường N14 kết nối giao thông với đường Đào Trí. Nhưng đến nay cả hai tuyến đường này vẫn đang nằm trên giấy chưa được xây dựng đưa vào sử dụng. Bây giờ cái cư dân cần cái con đường D8 hiện hữu này là phải đảm bảo về an toàn cho cư dân lưu thông hàng ngày. Riêng về xe container thì hai bên đường gần như là 24/24 là đậu ở hai bên đường mà có khi là đậu cả tuần luôn không di chuyển. Công văn số 7255 ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân quận 7 gửi ban quản trị chung cư Lux Garden, Ủy ban Nhân dân quận đã chỉ đạo rà soát lập lại trật tự an toàn giao thông trên đoạn đường này. Tuy nhiên, xe container vẫn ngang nhiên đổ bất chấp dù ngay cạnh biển cấm dừng đổ. Hay không biết là quận ra văn bản nhưng mà có giám sát thực hiện hay không, hay là những cái bên liên quan có nhận lệnh chỉ đạo để mà thực hiện hay không mà em chưa thấy có cải thiện gì hết. Nỗi bất an luôn thường trực, song người dân vẫn không có sự lựa chọn nào khác. 6 năm qua, đây là lối đi độc đạo vào khu dân cư này. Hai bên đường đã chật hẹp rồi, nhưng mà hai bên xe công lại đứng đậu. Thành thử ra cái người dân qua lại rất là khó khăn, khi có vấn đề nào là cháy, nổ hoặc là cấp cứu thì cái vấn đề mà để tiếp cận vào để ứng phó với cái vấn đề đấy rất là khó khăn. Cũng theo công văn số 7255 còn nêu tuyến đường D7 và N14 là đường nằm trong quy hoạch. Hiện nay chưa có chủ đầu tư thực hiện và thành phố chưa giao cho đơn vị nào làm chủ đầu tư thực hiện tuyến đường này. Do đó, Ủy ban Nhân dân quận 7 tổ chức rà soát trong thời gian tới. Nếu có nhà đầu tư thì sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh để đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo quy định. Trong khi chờ chủ đầu tư và các cơ quan chức năng tiếp tục bàn thảo, thì hơn 2.000 cư dân chung cư Lux Garden vẫn tiếp tục sống trong bất an do thiếu một lối đi riêng. Và cư dân vẫn ngày một mong chờ ngày lối đi thành hình.